taxi có dấu hiệu khả nghi. Tiếp tục theo dõi. Rõ. Nhóm B cử người theo sát taxi. Rõ. Cậu bám theo đối tượng. Báo cáo, đã bắt được hai đối tượng đi bộ và đi xe máy. Tiến hành điều tra nóng. Rõ. Toàn đội chú ý, nhận định đây là cánh quẻ, triển khai kế hoạch vây bắt. Triển khai phương án B, vây bắt đối tượng. Rõ. Đứng lại. Đối tượng leo tường ở nhà đối diện. Rõ. Cậu đi về hướng kia, cậu ở lại trực. Rõ. Theo tôi. À, có sao không? Em không sao ạ. Đối tượng chạy về khu nhà hướng Tây. Đối tượng vào khu nhà hoang phía Tây. Rõ. Anh Đức Anh, em có linh cảm. Theo tôi. Ừ. Dũng! Dạ! Xuống dưới! Thank you.
Nhanh lên. Đi thôi. Bác sĩ bảo sao anh? Chỉ tránh vận động nặng. Kế hoạch đã bị lộ rồi. Em cũng cảm thấy vậy. Khánh Què đã tẩu thoát theo hướng mà cả đội đã không lên kế hoạch. Hơn nữa Linh Công Tử đã giăng bẫy từ trước, chỉ đợi chúng ta bước vào. Có kẻ nào đó đứng sau tất cả chuyện này. Ý anh là trong đội ngũ của chúng ta? Phải. Nếu không, bọn chúng đã không dám đưa Khánh Què ra làm mồi nhử. Bọn mày làm được lắm. Tao có lời khen ngợi tất cả chúng mày. Ngần này đứa mà không ăn nổi một thằng công an à? Nào, thằng nào muốn được thưởng, bước lên đây. Kìa, đừng khiêm tốn thế. Lên đi. Lên. Thử xem trình độ bắn của tao gà đến mức nào. Bây giờ tao bắn trúng đứa nào, đứa ấy được 1 tỷ. Chơi nhá. Nào, thằng nào chơi với tao? Mày chơi với tao nhá. Anh tha cho em. Anh tha cho nó.